Chào các bạn, chào các em. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em giải bài số 9, sự phụ thuộc của điện trở và vật liệu làm dây dẫn. Trong bài học này, các em cần nắm công thức tính điện trở của đoạn dây dẫn, được tính bằng rho nhân L trên S. Trong đó, rho là điện trợ xuất. Nó phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn. Mỗi vật liệu thì nó sẽ có một điện trợ xuất xác định. L là chiều dài của đoạn dây, S là tiết diện đoạn dây. Thì trong đó, tiết diện đoạn dây được tính bằng công thức là pi là 3,14 đó, nhân cho R mũ 2, trong đó R chính là bán kính của đường tròn, hoặc là bằng pi nhân D bình trên 4, trong đó D là đường kính ha. Các em lưu ý là đường kính gấp đôi bán kính. Thì đối với một đoạn dây dẫn xác định thì vật liệu nào mà dẫn điện càng tốt khi điện trợ xuất càng nhỏ? Em lưu ý nha, một cái đoạn dây dẫn được làm bằng một vật liệu như đồng, bạc, nhôm. Nếu điện trợ xuất càng nhỏ thì điện trợ sẽ nhỏ. Mà điện trợ nhỏ thì mức độ cản trở dòng điện sẽ giảm đi. Vì vậy mà nó sẽ dẫn điện tốt hơn. Câu 9.1. Trong các kim loại đồng, nhôm, sắt và bạc, kim loại nào dẫn điện tốt nhất? Thì cách để nhớ này, các em nhớ này. Chúng ta nhớ như là bộ đội Việt Nam hoặc là bóng đá Việt Nam, bản đồ Việt Nam, vân vân, bản đồ Việt Nam, bộ đội Việt Nam hoặc là bóng đá Việt Nam. Trong đó B này là ứng với là bạc, ok, bạc AG, đội là đồng, là CU, Việt là vàng, là AU, Nam là chắc chắn là nhôm, AL, đó. Đây là khả năng dẫn điện tốt nhất là bạc, sau đó đến đồng, đến vàng và cuối cùng là nhôm. Trong các vật liệu này thì thông thường người ta dùng dây đồng làm dây dẫn điện vì nó không có đắt, nó không có đắt như là vàng và bạc. Vì thế chúng ta dùng đồng. Tuy là bạc là nó là dẫn điện tốt hơn, nhưng mà người ta vẫn dùng đồng, tại vì về giá trị kinh tế thì hiển nhiên đồng nó sẽ là ít tốn kém hơn. Vậy là các em chọn là bạc nha. Câu số 2. Trong số các kim loại đồng, sắt, nhôm và wolfram, kim loại nào dẫn điện kém nhất? Kim loại dẫn điện kém nhất ha. Thì các em nhìn vào đây chắc chắn đồng, nhôm, wolfram là những vật liệu dẫn điện rồi. Chắc chắn là sắt, các em chọn sắt. Wolfram là người ta dùng làm dây tóc bóng đèn, nhiệt độ nóng chảy của nó trên 2500 độ C. Câu 3. Có 3 dây dẫn với chiều dài và tiết diện như nhau. Có 3 đoạn dây dẫn có chiều dài L và tiết diện S như nhau. Dây thứ nhất bằng bạc, điện trở R1. Dây thứ hai bằng đồng và dây thứ ba là bằng nhôm. So sánh điện trở thì các em kiểm tra ông nào mà dẫn điện kém thì rho nó càng lớn. Lưu ý nha, thầy ghi đây nè, bạc là lớn hơn dẫn, cái rho của nó sẽ nhỏ nha, ngược lại nha. Vì thế chúng ta lưu ý khi chúng ta viết ra bạc này lớn hơn dẫn điện tốt hơn so với đồng, đồng dẫn điện tốt hơn so với nhôm, thì dẫn đến rho của bạc, các em nhớ là điện trợ xuất của bạc là rho của bạc nó ngược lại nha, nó nhỏ hơn rho của đồng. Chúng ta không cần biết bao nhiêu nhưng mà chúng ta chỉ hiểu rằng nó nhỏ hơn thôi rho của nhôm nha, nhớ nha, ngược lại thì dẫn đến điện trợ cũng vậy. Các em, điện trợ của bạc là điện trợ R1, nhỏ hơn điện trợ của đồng là R2 và nhỏ hơn điện trợ của nhôm là R3. Vậy là R1 nhỏ hơn R2, nhỏ hơn R3. Đây, câu D. Câu 4. Một sợi dây có chiều dài 100m, có tiết diện 2mm2. Tính điện trở của sợi dây đồng. Biết điện trợ xuất rho là 1,7 nhân 1√8 ohm nhân mét. Các em lưu ý cái này là mét, cái này là mét vuông. Chúng ta phải đổi về mét vuông nha. Các em nhớ là 2mm2. Mà đổi sang mét vuông là bằng 2 nhân chia 1 triệu, là các em viết thành 10√6 nha.
mét vuông. Rồi, có được cái gì rồi? Có được cái S rồi. Có được chiều dài L là 100m, không cần phải đổi nữa. À, có được điện trừ xúc rô luôn là bằng 1,7 luôn. Nhân 10 mũ trừ 8 ôm nhân mét. Vậy là chúng ta sẽ tính được gì? Điện trở R bằng công thức rho nhân L trên S bằng 1,7 nhân 10 mũ trừ 8 nhân L là 100, là 10 mũ 2 trên S là 2 nhân 10 mũ trừ 6. Mục đích thầy viết như thế này để chúng ta khử cái số mũ này cho nó dễ nha. Rồi bây giờ các em tính nè. Ở trên dưới mẫu có 10 mũ trừ 6, đưa lên tử là 10 mũ dương 6, dương 6 cộng 2 thành dương 8, dương 8 mà trừ 8 là hết. Vậy là cái 10 mũ này nó mất hết luôn, nó còn số thôi, là 1,7 chia 2. Nha, 1,7 chia 2 thì bằng 0,85. Đúng không? Ôm. 0,85 ôm. Rồi, câu số 5. Một cái cuộn dây dẫn bằng đồng có khối lượng là 0,5 kg, dây dẫn có tiết diện 1 mm². Tính chiều dài dây dẫn, biết khối lượng riêng của đồng là 8.900 kg trên 1 mét khối. Câu 5, câu A này. Tính chiều dài cho biết khối lượng riêng để làm gì các em biết không? Cho khối lượng này, cho biết khối lượng riêng này để các em tính được thể tích. Tính được thể tích. Có tiết diện rồi thì các em tính được chiều dài ha. À, có được tiết diện rồi thì tính được chiều dài, hiểu không? Chúng ta biết rằng khối lượng riêng của đồng nè, thầy ghi D của CU nha. Khối lượng riêng được tính bằng khối lượng chia thể tích, công thức này rất quen thuộc. Từ đây các em sẽ tìm được cái thể tích của cái sợi dây đồng này, thể tích giống như hình trụ thôi. Thể tích thì bằng gì? Thể tích thì lấy khối lượng chia cho D nha, bằng M chia D của đồng. Bằng M là 0,5 chia cho D là 8.900. Chúng ta bấm máy là bằng sấp xỉ 5,6 nhân 10 mũ trừ 5. 5,6 nhân 10 mũ trừ 5 mét. Mét gì các em? Mét khối nha. Mét khối. Có được thể tích rồi các em xem này. Thể tích giống như một cái hình trụ, một sợi dây dẫn á, nó giống như một cái hình trụ các em, giống như viên phóng đi. Thì thể tích của hình trụ á, bằng lấy các em lấy diện tích đáy nhân chiều cao. Cái bài này hơi khó một xíu nha. Bằng diện tích đáy nhân chiều cao, diện tích đáy chính là một cái tiết diện ha, tiết diện S chúng ta có rồi. Chiều cao là L, là chiều dài sợi dây dẫn đó. Vì thế các em sẽ có được thể tích này thì bằng tiết diện nhân cho chữ L nha. Từ đây chúng ta suy ra được chiều dài của cái sợi dây hình trụ này nè các em. Đó. Thì L sẽ bằng gì? Rút ra thì lấy V này chia cho S, lấy thể tích chia cho tiết diện. V là 5,6 nhân 10 mũ trừ 5 mét khối trên cho S là các em phải đổi về mét vuông nha các em. Để ra được chiều dài là mét thì 1 mm² là bằng 10 mũ trừ 6 mét vuông nha. 1 nhân 10 mũ trừ 6 đó thì chỗ này là 10 mũ trừ 6 này. 10 mũ trừ 6 đưa lên tử là 10 mũ dương 6, dương 6 mà trừ 5 còn dương 1. Và là 5,6 nhân 10 mũ dương 1 nghĩa là 56m. Khoảng 56m nha các em. Rồi. Câu B. Tính điện trở của cuộn dây này, biết điện trở xúc là nhiêu đây? Rất đơn giản, có được L rồi. Chúng ta tính điện trở R á, thì được tính bằng rho nhân L trên S. Rho nhân L trên S các em thay vào bằng rho là 1,7 nhân 10 mũ trừ 8 nhân L là 56 trên cho S là tiết diện là 10 mũ trừ 6 bằng. Đến đây các em chỉ cần bấm 1,7 nhân 56 ha nha. 1,7 nhân 56 ha. Bằng 95,2 nhân. Cái này 10 mũ trừ 6 đưa lên tử là 10 mũ dương 6, dương 6 mà trừ 8 còn âm 2. Vậy là nhân 10 mũ âm 2. Các em có thể viết thành gì? Phần trăm thì chúng ta sẽ kết quả bằng 0,952. 0,952 ôm. Nếu mà chúng ta tính mà cẩn thận
ghi số cho nó đầy đủ á, thì kết quả nó sắp xỉ một, một ôm nha các em, sắp xỉ là một ôm đó. Rồi xong câu 5. Tiếp tục câu 6. Để tìm hiểu sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn là rô đó, thì cần phải xác định và so sánh điện trở của dây dẫn có những đặc điểm nào dưới đây. So sánh sự phụ thuộc vào vật liệu. Thì muốn so sánh được á, chúng ta phải chuẩn bị các dây dẫn này á, nó phải cùng chiều dài đúng không, và cùng tiết diện, chỉ khác vật liệu thôi, đặc điểm phải là cùng chiều dài nha. Các dây dẫn có chiều dài tiết diện khác nhau là sai này, bỏ đi. Các dây dẫn có chiều dài và tiết diện khác nhau là sai, tại vì chúng ta so sánh vật liệu thì chắc chắn phải cùng tiết diện. Các dây dẫn có chiều dài sai luôn. Các dây dẫn có chiều dài tiết diện như nhau này, được làm từ vật liệu khác nhau thôi. Để chúng ta so sánh nó phụ thuộc vào vật liệu như thế nào, phụ thuộc vào cái rô đó. Câu 7. Người ta cho điện trở xúc của nhôm, rô của nhôm là 2,8 x 1/8 mà rô của Wolfram là 5,5 x 1/8. Vậy rõ ràng cái rô cái này nó nhỏ hơn rô này, phải không? 2,8 và 5,5 thì hiển nhiên nó phải nhỏ hơn rô của Wolfram. Thì chúng ta so sánh này, của sắt là như đây là 12. Sắt là 12, sắt rất là nhỏ, rất là lớn. Tỏ rằng cái sắt này đó nó dẫn điện kém. Dẫn điện kém. Sắt dẫn điện tốt hơn là sai rồi. Tại vì cái rô nó càng nhỏ thì cái dẫn điện của nó càng lớn. Ông sắt ông lớn nhất thì như ông phải dẫn điện kém. Đúng không? Wolfram dẫn điện tốt hơn sắt là sai luôn. Đúng, Wolfram dẫn điện tốt hơn sắt nhưng mà yếu hơn nhôm. Nhưng mà dẫn điện tốt hơn nhôm là sai. Nhôm dẫn điện tốt hơn Wolfram, đúng. Và Wolfram dẫn điện tốt hơn sắt, đúng luôn. Đây. Đây các em nhìn này, cái rô nó càng nhỏ thì dẫn điện càng tốt. Câu 8. Dây dẫn bằng đồng được sử dụng rất phổ biến, điều này không phải vì lý do dây đồng chịu được lực kéo căng tốt hơn dây bằng nhôm, đúng rồi. Bởi vì dây đồng nó chắc hơn, về liên kết tinh thể liên kết nó chắc hơn, nó khó kéo giãn hơn, kéo sợi hơn so với nhôm. Nhôm thì nó dễ uốn cong và dễ dắt mỏng, dễ nó dẻo hơn. Không phải nha, không phải vì lý do đồng là kim loại có trọng lượng riêng nhỏ hơn là sai. Trọng lượng riêng của đồng nó lớn hơn của nhôm. Đồng tới 8.900 trong khi nhôm nó có 2.700 thôi. Hôm nay có 2.700 thôi. Kg trên mét khối, ông mình tới ngay 8.900 được, ông lớn hơn chứ không thể nào nhỏ hơn. Khối lượng riêng mà lớn thì dẫn đến trọng lượng riêng sẽ lớn thôi. Câu C nè, đồng là chất dẫn điện vào loại tốt nhất trong các kim loại và tốt hơn nhôm. Tốt nhất trong số các kim loại. Câu này nó tốt nhất cũng không có được hợp lý lắm. Đồng là vật liệu không quá đắt so với nhôm và dễ kiếm, đúng rồi. Tại vì các em thường thấy một số dây cáp điện ta làm bằng nhôm vì nó nhẹ, vì thế mà nó không có đỡ, nó không có tốn cái vật liệu là như là trụ chống, còn trong khi đồng nó nặng hơn thì không quá đắt so với nhôm và dễ kiếm hơn. Có thể là câu D ha. Câu 9. Hệ thức nào dưới đây biểu thị mối liên hệ giữa điện trở R của dây dẫn với chiều dài L tiết diện S? Cái này công thức thôi, R bằng rho L nhận trên S. Đây, câu D thôi, công thức ha. Câu 10. Một cái cuộn dây có trị số điện trở là R bằng 10 ôm được quấn bằng dây nickelin có tiết diện S bằng 0,1 mm vuông và có điện trở xúc rho bằng 0,4 × 1/6 ôm nhân mét. Tính chiều dài của dây nickelin để dùng dây quấn. Các em dùng công thức thôi ha, câu 10 nè. Công thức R bằng rho nhân L trên S. Đến đây nhiều em không biết rút công thức để tính chiều dài, các em lưu ý khi mà rút công thức tính chiều dài L ra nha. L đang trên tử nha, các em nhân chéo lấy cái mẫu, nếu mà rút trên tử thì lấy cái mẫu nhân lên đây, nhân lên tử vô này. Lấy S nhân R, hoặc là R nhân S cũng được, R nhân S. Cho nó chia, khi mà nhân hết rồi chúng ta chia cho cái gì, cái mẫu ở đây nhân cho cái tử ở đây, nhân cái tử ở đây bằng 1, khỏi nhân cái rô. Nhiều em không biết nha, không biết rút á.
rút giống như là chúng ta áp dụng cái tính chất của tỷ lệ thức ở lớp 7 á. Thì nhắc lại cách rút nha. Như A trên B đi, cụ thể rõ ràng là A trên B bằng C trên D. Các em muốn rút cái C này ra thì các em phải lấy D với đây nhân A lên, nhân ngược lên, sau đó chia cho cái này nhân lên đây. Còn nếu mà giả sử có cái thêm một cái rô cái này nó đi, thì em rút C ra thì các em cũng làm như vậy, các em lấy D nhân A, sau đó chia cho B nhân rô, ví dụ thế. Nhớ nha. Rồi thay vào R bằng 10 này, nhân tiết diện là 0,1 mm vuông, đổi vào mét vuông là 10 mũ trừ 6 nha, trên rho là 0,4 nhân 10 mũ trừ 6 ha. Đến đây các em rút gọn 10 mũ trừ 6 luôn, chỉ còn bấm máy là 10 nhân 0,1 là được 1. 1 chia 0,4, 1 chia 0,4 là 4 phần 10, là 10 phần 4 là 5 phần 2 là 2,5, bằng 2,5 m. Đấy, mấy bài này thầy có thể tính nhẩm được, tại vì chúng ta không cần dùng máy tính đâu. Câu A xong nha. Câu B, mắc cuộn dây điện trở nói trên nối tiếp với một cái điện trở có trị số là 5 ohm, chúng ta mắc nối tiếp đó, mắc nối tiếp vào hai đầu một cái đoạn mạch với một hiệu điện thế 3V, tín hiệu điện thế tín hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây điện trở, giả sử người ta có một cái cuộn trở nickelin rồi này, sau đó mắc thêm một cái điện trở khác nữa 5 ohm nữa đó, thì dẫn đến hai này nối tiếp. Dẫn đến là cái R tổng đó các em, R tương đương đi, tại vì R tương đương thì bằng cái R ban đầu là 2,5. R ban đầu là 10 chứ, 10 cộng cho R nối tiếp thêm là 5, vậy là 15 ohm. Từ đó các em dùng định luật ohm Y bằng U chia R, hay là U ri, U thì bằng R nhân Y, R tương đương nhân Y, R tương đương là 15 nhân Y là dòng điện. Ủa mà tính cái gì đây, xin lỗi, tín hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây điện trở 5 ohm vào hai đầu một mạch điện nối tiếp này với hiệu điện thế 3V là các em tính được Y, có tính Y tín hiệu điện thế hai đầu điện trở, tín hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở, hai đầu cuộn dây điện trở, cái này là một cái điện trở rồi, cái này một cái điện trở, thầy vẽ lại nha. Tính ở đây này, các em tính U hai đầu của dây điện trở này nè. Chúng ta tính bao nhiêu volt. Bây giờ chúng ta tính lại nha. Đầu tiên thầy tính R tương đương rồi đúng không? Thầy tính cái định luật ohm, tính Y đi qua mạch này. Y thì bằng U chia R tương đương bằng U là nhiêu? U là 3V này, mắc vào hai đầu là 3V. Chia R tương đương là 15. Là 1 phần 5 là 0,2 A. Đó, dòng điện qua lúc này là 0,2 A nha. Thì dẫn đến dòng điện đi qua cái cuộn dây này cũng 0,2 A. Từ đó các em tính được cái U này, U ở hai đầu cái điện trở này là thành UR đi, thì bằng Y luôn nhân cho R ở đây này. Đó, Y là nhiều, Y là 0,2 nhân R là 10 bằng 2V. Đó, chưa? Xong nha. Tiếp tục câu 11. Người ta dùng dây nichrome có điện trở xuất rho bằng 1,1 × 10^6 để làm một dây nung cho một cái bếp điện. Điện trở dây nung này nhiệt độ bình thường là 4,5 ohm, ở nhiệt độ bình thường á 4,5 ohm, và chiều dài tổng cộng là 0,8 m. Hỏi dây nung này phải có đường kính tiết kiệm bao nhiêu. Rõ ràng bài toán này cho rho rồi nè, là 1,1 × 10^6 nè, cho điện trở R 4,5 mà nè, cho L tổng cộng là 0,8 rồi, từ đó các em sẽ tính được cái gì? Cái tiết diện từ công thức R bằng rho nhân L trên S, từ đây các em sẽ rút ra được cái gì? Rút ra tiết diện của dây nung. Tính đường kính sau nha, chúng ta tính đề bài kêu là hỏi dây nung có đường kính tiết diện, tính đường kính nha. Muốn tính đường kính thì em tính tiết diện trước đi. S bằng rho nhân L trên cho R, thay vào rho là 1,1 × 10^6 nhân L là 0,8, chia R là 4,5 bằng, các em để 10^6 đó đừng có bấm nhé, lấy 1,1 × 0,8 bằng chia 4,5 thôi, bằng 0,195, sắp xỉ 0,2 đó, thì ghi sắp xỉ nè, tại vì không có trắc nghiệm thì chúng ta ghi sắp xỉ đây, 0,2 nha.
nhân mũ trừ 6 đây. Mét nha, mét vuông. Mét vuông. Rồi có được S rồi, mà S thì bằng gì? Tính đường kính thì các em dùng là pi d bình trên 4 hoặc là pi r bình thì các em nha. Pi nhân d bình trên 4. Cái này khó cho các em á, là các em không biết rút công thức. Từ đây thì rút d bình ra trước này, d bình này rút ra này. Lấy với mẫu nhân chéo lên đây, 4 nhân S này, 4 nhân S chia pi. Đó. À, từ đó các em chia d nha, muốn có chia d thì các em căn bậc 2 lên, ra được d bên này. Thì bên này căn lên là 4 nhân S chia pi. Rồi thay vào nha, thay vào bằng căn bậc 2, 4 nhân S là 0,2 nhân 10 mũ trừ 6 chia pi là 3,14 đi. Rồi chúng ta bấm máy ra. Em bấm căn lên, căn của 4 nhân 0,2 là 0,8. 0,2 chia 3,14 là ship pi đi. Cái 10 mũ trừ 6 đưa ra khỏi căn là 10 mũ trừ 3, khỏi cần bấm nha. Bằng không thì các em để vào 0,5, sắp xỉ 0,5 nhân 10 mũ trừ 3 mét chưa. 0,5 nhân 10 mũ trừ 3 mét. Nghĩa là bằng 0,5 mm, bằng 0,5 mm, được chưa? Đó là đường kính. Rồi, xong câu 11. 2. Ở các nhà cao tầng, người ta thường lắp một cột thu lôi để chống sét. Dây nối đầu cột thu lôi xuống đất là dây sắt, có điện trở là rho bằng 12 nhân 1-8 ohm nhân mét. Tính điện trở của một dây dẫn bằng sắt này nếu nó dài 40 m và đường kính tiết diện là 0,8 mm. Thì bài này các em chỉ cần dùng công thức tính điện trở thôi ha. Chúng ta phải đi tính cái S trước ha. Cái tiết diện của cái dây thu lôi này, S bằng pi nhân d bình trên 4 ha. Pi là 3,14 nhân d bình là đường kính tiết diện là 8 mm, thì bằng 8 nhân 10 mũ trừ 2 nha các em. Nhân 10 mũ trừ 3 mét. 8 phần ngàn á. Chỗ này sẽ là 8 nhân 10 mũ trừ 3 bình phương luôn. Sau đó chia cho 4 bằng, các em bấm 3,14 nhân 8 bình là nhân 64, shift b nhân 64, sau đó chia 4 bằng 16 pi là ứng với là 50,26, 50,26 nhân 10 mũ trừ 6 nha, tại vì 10 mũ trừ 3 mà mũ 2 lên là 10 mũ trừ 6 mét vuông. Từ đó dùng công thức tính điện trở r bằng rho nhân l trên s, rho là 12 nhân 10 mũ trừ 8 nhân l là 40 trên s là 50,26 nhân 10 mũ trừ 6. Chúng ta lấy 12 nhân 40 chia 50,26, 12 nhân 40 chia cho 5,26 bằng 9,55, sắp xỉ 9,55 nhân 10 mũ trừ 2 nhé. 10 mũ trừ 6 đưa lên tử là 10 mũ dương 6, dương 6 mà trừ 8 thì còn là âm 2 ôm. Chỗ này là các em có thể ghi sắp xỉ bằng 0,0955, 0,0955, nghĩa là sắp xỉ 0,1 ôm. Điện trở rất là nhỏ để cho dòng điện nó dễ đi xuống đất. Câu 13. Ghép một đầu câu bên trái với một câu bên phải để cho nó phù hợp. Hiệu điện thế giữa hai đầu động mạch, hiệu điện thế giữa hai đầu động mạch là U á, U thì bằng R nhân Y. Tỷ lệ thuận với các điện trở, điện trở nó xác định rồi, nó không có phụ thuộc vào điện trở mà nó phụ thuộc vào Y này. Tỷ lệ nghịch với điện trở sai này, bằng tích giữa Y và điện trở này. Vậy là A nối 3 nha, vậy chúng ta ghi là 3A.
Tiếp tục điện trở của dây dẫn, tỷ lệ thuận của chiều dài này, tỷ lệ nghịch với tiết diện này, và phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn này. Vậy là 4 nối với B này. Đối với động mạch nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở. Đối với động mạch mắc nối tiếp thì hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở. Hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở U bằng R nhân Y, Y không đổi. U bằng R nhân Y. Đối với động mạch mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở, khi em biết rằng hiệu thế hai đầu mỗi điện trở là giống như UR1 đi, thì bằng Y nhân R1. Y không đổi nha. Thì nó sẽ tỷ lệ thuận với R. Tỷ lệ thuận với đâu? 1 nối với C.